lại nói: Trung Nhạc chỉnh đốn thánh địa Tấn Vân, triệu 8.000 phục khí tới trấn thủ ba tòa chư thiên, lưu lại trong bí cảnh nhất đẳng tu luyện, khai phá cơ duyên nhất đẳng. Rồi lại để cho 9 vị thủ lĩnh phục khí, bọn xích tùng đi tới thánh địa của các thần tộc. Ma tộc dưới trướng Tiên Thiên Đế Quân tuyển chọn nhân tài tinh nhuệ, xây dựng bát quân dưới trướng gồm Càn Quân, Khảm Quân, Chấn Quân, Tốn Quân, Cấm Quân, Ly Quân, Khôn Quân và Đoài Quân. Đám thủ lĩnh phục khí bọn xích tùng bái Trung Nhạc làm chủ công, xưng âm phiền huyên làm chủ mẫu, bắt đầu cắm rễ phát triển trong thánh địa Tấn Vân. Trung Nhạc bế quan nửa năm, truyền xuống cho bọn họ 8 bức trận đồ, mệnh danh là bát trận đồ, để cho Binh Nhung trưởng quản đệ nhất sát trận, Thu Y trưởng quản đệ nhị sát trận, Hỏa Dung trưởng quản đệ tam sát trận, Ngô Nhung trưởng quản đệ tứ sát trận, Hoa Vân trưởng quản đệ ngũ sát trận, Thương Nhai trưởng quản đệ lục sát trận, Thái Tuế trưởng quản đệ thất sát trận và Lê Hoa trưởng quản đệ bát sát trận. Chủ công, còn ta thì sao? Xích Tùng không được phân trưởng quản bất luận sát trận gì, trong lòng không khỏi khó chịu, vội vội vàng vàng chạy tới tìm Trung Nhạc hỏi: Người sẽ trưởng quản tổng thể bát trận đồ, thống hợp quy nhất lái. Trung Nhạc mỉm cười, Xích Tùng nhất thời đại hỉ, vội vàng tạ ơn: Các ngươi ngày đêm tế luyện trận đồ, mượn lực lượng chư thiên ta cấp cho các ngươi, bảo vật bên trong chư thiên cũng mặc cho các ngươi thu lấy, lúc đó sẽ thuận tiện cho các ngươi có thể thỏa thích để thăng uy năng của trận đồ, sớm ngày kiến thành chiến lực. Trung Nhạc dặn dò nói. Đám người Xích Tùng ngày đêm thao luyện bát quân, dẫn tới lực lượng chư thiên, bảo vật chư thiên dung luyện vào trong trận đồ. Toàn thể thánh địa Tấn Vân một mảnh đèn đuốc huy hoàng, bát trận đồ được tế luyện được càng lúc càng cường đại hơn. Âm Phiền Huyên cũng bế quan trùng kích cảnh giới thiên thần, đợi tới lúc nàng thành tựu thiên thần xuất quan, Trung Nhạc sớm đã an bài thỏa đáng, đứng dậy đi tới Tiên Thiên Cung cầu kiến Tiên Thiên Đế Quân. Dịch Khanh, lần này ngươi tới đây là muốn xem chân thân của ta hay sao? Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười hỏi. Trung Nhạc gật đầu nói: Kính xin bệ hạ thành toàn. Ngươi đi theo ta. Tiên Thiên Đế Quân dẫn hắn tiến sâu vào trong Tiên Thiên Cung, rồi mỉm cười nói: Năm xưa tu luyện hai đạo thần ma cực kỳ nguy hiểm, khó có thể thống hợp lực lượng thần và ma, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, cũng rất dễ bị đối thủ khắc chế, đảo loạn tu vi thần ma. Dịch Khanh, ngươi chuyển thế trở lại có thể nói là đã sống lại đúng thời điểm. Hiện tại lục đạo luân hồi xây dựng xong, không còn giống như lúc trước, thần ma không thể nhất thống, lưu lại sơ hở. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, minh bạch ý tứ của hắn. Đúng thời điểm mà Tiên Thiên Đế Quân vừa mới nói kia chính là chỉ lục đạo luân hồi đã xây dựng, tu vi thần đạo và tu vi ma đạo có thể mượn lục đạo luân hồi để chuyển hóa lẫn nhau. Trong bí cảnh đạo nhất đã có thần nhân bản cổ, sẽ có thể khiến cho tu vi thần đạo chuyển hóa thành tu vi ma đạo, cũng có thể khiến cho tu vi ma đạo chuyển hóa thành tu vi thần đạo. Trung Nhạc nghịch chuyển khí tiên thiên trong cơ thể cũng là đạo lý đồng dạng. Bất quá loại chuyển hóa này có khuyết điểm, đó chính là trong lúc chiến đấu muốn chuyển hóa cần có thời gian, rất dễ dàng tiêu mất tiên cơ. Mà Tiên Thiên Đế Quân cho rằng hắn chính là dùng loại thủ đoạn này, lại không biết hắn dùng lại là thần ma thái cực đồ, khiến cho thần đạo và ma đạo đồng thời cùng tồn tại, tương hỗ lẫn nhau. Đám lão bảo thủ trong vũ trụ cổ lão kia vẫn khăng khăng tuân theo di huấn viễn cổ từ thời cổ lão, ăn no không tiêu, gián ngoan mất linh, cho rằng thần tộc và ma tộc không thể cùng tồn tại, nhất định phải đấu cái ta sống người chết, đều là một đám giao hóa, đã định trước lại sẽ bị đào thải. Tiên Thiên Đế Quân hào khí vạn trượng, cười hăng hắc nói: Đường Kim Thiên Đế không được, hắn vốn không có bất kỳ hùng tâm tráng trí gì, chỉ biết cố thủ 3.000 lục đạo giới và tinh vực tử vi, bình bình an an làm thiên đế của hắn. Mà ta lại bất đồng, ta muốn đem vũ trụ cổ lão cũng nhét vào trong bản đồ, làm một thiên đế chân chân chính chính kìa. Thân thể Trung Nhạc chấn động, so với Đương Kim Thiên Đế, Tiên Thiên Đế Quân quả thật càng có phong thái hơn, càng có hùng tâm tráng trí hơn. Dịch Khanh, người giúp ta leo lên đế vị, ta tuyệt sẽ không chìm chết bẻ cung, bởi vì ta còn cần ngươi giúp ta bắt lấy toàn bộ vũ trụ cổ lão. Hắn sải bước đi vào chỗ sâu nhất trong Tiên Thiên Cung, chỉ thấy phía trước có tầng tầng phong ấn phong cấm dày đặc chi chít. Tiên Thiên Đế Quân mở ra tầng tầng phong ấn phong cấm, phất tay một cái, trong bóng tối nhất thời đại phóng quang minh,
dị thải lộ ra cực kỳ chói mắt. Người muốn xem chân thân ma đạo của ta? Đây chính là chân thân ma đạo của ta. Toàn thân Trung Nhạc đại chấn, chỉ thấy trong tầng tầng quang phong kia, địa phương quang mang chiếu rọi, một vị mục tiên thiên khác đang phiêu phù ở nơi đấy. Khí hỗn độn cuồn cuộn ba động bao phủ toàn thân của hắn, ma khí trầm trọng vô cùng đáng sợ, vô cùng vĩ ngạn. Trung Nhạc quay đầu lại nhìn về phía mục tiên thiên ở bên cạnh chính mình, chỉ thấy toàn thân vị tiên thiên đế quân này quang minh chiếu rọi, thần uy ba động, chính là tiên thiên đế quân thần đạo. Tiên thiên đế quân quang minh vĩ ngạn là tiên thiên thần, mà mục tiên thiên trong phong ấn kia lại là hắc ám thâm thúy, chính là tiên thiên ma thần. Hai vị mục tiên thiên, trong đầu Trung Nhạc ầm vang, không ngờ lại có tới hai mục tiên thiên. Một mục tiên thiên đại biểu cho quang minh, một người đại biểu cho hắc ám. Tiên thiên đế quân bên cạnh hắn bật cười ha hả, cất bước đi vào, tương dung với một cái chính mình khác. Hai cỗ nhục thân tiên thiên dung hợp biến thành một thể. Trung Nhạc nhìn thấy hắn có tới hai khuôn mặt, một trước một sau. Hắn rốt cuộc là tiên thiên thần hay là tiên thiên ma thần đấy? Trong lòng Trung Nhạc ầm ầm chấn động. Thần ma khó lưỡng toàn, từ xưa tới nay cả hai khó có thể cùng tồn tại. Thần và ma trời sinh chính là đối địch, nhất là tiên thiên thần và tiên thiên ma lại càng là không độ trời chung. Tiên thiên thần ma chính là đại biểu cho lực lượng tinh thuần, đại đạo tinh thuần, làm sao có thể sinh tồn, tồn tại thần ma một thể được đây? Ví dụ như nguyệt thần là do chúng sinh gửi gắm hết thảy những nguyện vọng xinh đẹp nhất mà sinh ra đời. Ví dụ như thái dương thần là do chúng sinh gửi gắm hết thảy những nguyện vọng quang minh nhất mà sinh ra. Mà thái dương ma thần thì là do chúng sinh gửi gắm hết thảy những nguyện vọng hắc ám nhất mà sinh ra. Thần và ma vốn đối lập, chính là do nguyên nhân này. Tiên thiên thần và tiên thiên ma thần không có khả năng cùng tồn tại, bởi vậy từ xưa tới nay bọn họ chính là tồn tại đối lập lẫn nhau. Đây chính là thưởng thức. Theo Trung Nhạc biết, thế gian này hẳn là chưa từng có tiên thiên thần ma một thể xuất hiện. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy tiên thiên đế quân, thưởng thức của hắn cũng không khỏi trở nên dao động. Tiên thiên đế quân làm cách nào mà sinh ra? Là thiên địa sinh ra hay là dựa vào chúng sinh tế tự mà sinh ra đây? Nếu là chúng sinh tế tự mà sinh ra, vậy làm sao lại đản sinh ra tiên thiên thần nửa ma như vậy? Lẽ nào chúng sinh sẽ đồng thời gửi gắm hết thảy những nguyện vọng quang minh và hắc ám nhất vào cùng một đối tượng hay sao? Còn nếu là thiên địa sinh ra, vậy địa phương nào sẽ đồng thời có được quy tắc thiên địa thần đạo và ma đạo đây? Hơn nữa, càng đáng sợ hơn chính là chân thân ma đạo của tiên thiên đế quân mang tới cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Chân thân ma đạo của hắn có được đại đạo cực kỳ cao cấp, thậm chí khiến cho đồ đằng ma đạo và tu vi ma đạo trong cơ thể Trung Nhạc có một loại cảm giác muốn thần phục, không tự chủ được nghĩ muốn thần phục hắn. Loại cảm giác này trước giờ Trung Nhạc chưa từng gặp qua. Ma chú, đây là một tôn tiên thiên ma chú. Trong lòng hắn rung động tột đỉnh. Cái gọi là ma chủ là ma đạo chi chủ. Nguồn gốc của hắn cũng có hai loại. Một loại là tiên thiên sinh ra, phải là ma địa thuần túy, do thiên địa tự nhiên sinh ra mới có thể dưỡng dục ra được, trời sinh liền có thể trưởng khống ma đạo. Một loại khác yếu nhược hơn một chút, chính là chúng sinh triều bái ma thần, sùng bái ma thần mà sinh ra. Chân thân ma đạo của tiên thiên đế quân rốt cuộc là loại nào đây? Chân thân ma đạo của hắn là tiên thiên ma chú, vậy chân thân thần đạo của hắn nhất định là tiên thiên thần chú, như vậy mới có thể thần ma cân bằng. Trung Nhạc có chút mê muội. Tiên thiên thần chủ, tiên thiên ma chủ đều là tiên thiên thần ma cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ hiếm có. Tiên thiên thần ma hiếm thấy như vậy cùng tập trung vào một thân, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này đây? Tiên thiên đế quân nhìn thấy biểu tình của hắn tràn đầy mê hoặc, vô cùng hài lòng, mỉm cười nói: Dịch Khanh có còn nhớ không? Vừa rồi tao nói qua với ngươi, đám lão bảo thủ trong vũ trụ cổ lão kia còn ôm lấy tâm tính thần ma bất lưỡng lập, bọn họ ăn no không tiêu, đã định trước là sẽ bị đào thải. Ta có thể nói ra những lời này, nguyên nhân chính là bởi vì ta. Sự xuất hiện của hắn đã phá vỡ thưởng thức thần ma bất lưỡng lập. Trung Nhạc cuối cùng cũng biết rõ tiền vốn để tiên thiên đế quân tranh đoạt đế vị với thiên đế. Sợ rằng ngay cả thiên đế cũng không biết hắn là một thân hai mặt, đồng thời có được hai chân thân thần đạo và ma đạo. Hàng ngày ở bên ngoài hành tẩu bất quá chỉ là chân thân thần đạo của hắn mà thôi. Nếu chân thân thần đạo của tiên thiên đế quân hợp thể,
thực lực của hắn sẽ cường đại tới mức nào đây? Nếu hắn đột phá thành đế, sợ rằng thực lực của hắn sẽ có thể dễ dàng đánh bại thiên đế rồi. Sở dĩ cho tới bây giờ thiên đế vẫn không có động thái gì là vì hiện tại hắn còn có thể đánh thắng tiên thiên đế quân, cho nên hắn mới không vội, mà chỉ đợi cơ hội tiên thiên đế quân phạm phải sai lầm nào đó. Nhưng nếu hắn biết được tiên thiên đế quân một thân hai mặt, chỉ sợ sớm đã nhịn không được mà động thủ từ lâu rồi. Thần ma có thể cùng tồn tại trên người ta, có thể sinh ra ta, tự nhiên thần ma có thể cùng tồn tại. Cái gọi là thần ma bất lưỡng lập hẳn là nên bị quét vào trong góc lịch sử rồi. Tiên thiên đế quân mỉm cười từ tốn nói, sự xuất hiện của ta chính là đã quyết định vũ trụ cổ lão cũng phải nằm dưới sự thống trị của ta. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói, bệ hạ đã định trước sẽ là thiên đế, đương kim thiên đế chỉ là tu hú chiếm tổ chức chòe mà thôi. Lời này của hắn cũng không tính là hoàn toàn trái với lương tâm. Nếu tiên thiên đế quân đã tập hợp thần ma vào một thân, quả thật là có khả năng thống nhất các tộc thần ma, mà có thể làm tới một bước này liền nhất định sẽ là thiên đế. Hơn nữa tiên thiên đế quân còn có hùng tâm tráng trí của chính mình. Lúc này tiên thiên đế quân đột nhiên một phân thành hai, lưu lại chân thân ma đạo của chính mình. Hắn mỉm cười nói, Dịch Khanh, người cứ việc lưu lại nơi này quan sát, đợi sau khi ngươi tu thành tiên thiên ma đạo, cứ việc trực tiếp rời khỏi nơi đây là được. Những phong ấn phong cấm này sẽ không ngăn cản ngươi. Trung Nhạc không người tạ ơn, tiên thiên đế quân một mình đi ra. Trung Nhạc thì ngồi xếp bằng xuống, tinh tế quan sát chân thân ma đạo của tiên thiên đế quân. Khí hỗn độn xoay tròn bay lượn quanh thân thể tôn ma thần cảnh giới đế quân này, chui vào chui ra, giúp hắn ngưng thực chân thân ma đạo để thăng tu vi pháp lực của hắn. Tiên thiên ma chú, tiên thiên thần chú, Mục Tiên Thiên rốt cuộc là sinh ra như thế nào đây? Trong lòng Trung Nhạc khó có thể bình tĩnh. Mục Tiên Thiên thật sự quá đáng sợ. Sau khi hắn trở thành tiên đế, chỉ sợ chính là tồn tại vô địch trong đế cảnh. Chính mình phụ tá một tồn tại đáng sợ như vậy, tương lai thật sự có thể lật bàn, kéo tiên thiên đế quân xuống ngựa hay sao? Hắn lấy lại bình tĩnh, vứt bỏ hết thảy mọi tạp niệm, rút ra tất cả mọi cảm giác đau đớn của chính mình. Tâm niệm khẽ động, nhiều vô số kẻ phân thân nhao nhao đi ra, giống như một đám kiến cần lao ào ào bay lên, leo lên các nơi trên thân thể của chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên, tinh tế nghiên cứu và suy tính. Đi lai giống nào? Lại có phân thân của Trung Nhạc vui sướng kêu lên, chạy nhanh ra ngoài. Trung Nhạc phất tay tiêu diệt những phân thân không nghe lời, thu hồi vào trong cơ thể. Bản thân thì ngồi ngay ngắn bất động. Rất nhanh, vô số kiến giải phức tạp ào ào xuất hiện, tiến nhập vào trong đại não của hắn. Tu vi thực lực chân thân ma đạo của tiên thiên đế quân so với những tiên thiên thần ma mà Phong Hiếu Trung lấy được khi còn sống còn cường hoành hơn. Kiến giải ma đạo ẩn chứa trong đấy cũng vô cùng cao thâm. Đám phân thân Trung Nhạc nghiên cứu các loại ảo diệu trong nhục thân của hắn, mà bản thân Trung Nhạc thì xem khí của hắn, xem thần của hắn, bắt giữ thần vận của hắn. Mỗi người đều có phân công bất đồng khác nhau. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên chính là ma chủ. Tiên thiên ma đạo của hắn tu thành cũng có rất nhiều, cực kỳ phức tạp. Cho dù Trung Nhạc có được nhiều vô số kẻ phân thân, cho dù năng lực thôi diễn của hắn mạnh mẽ tới mức kinh người, cũng cần tốn hao thời gian mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể phân tích hết một lần đại đạo của chân thân ma đạo này. Mà Mục Tiên Thiên hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy đi nghiên cứu chính mình. Hơn nữa, bản thân Trung Nhạc cũng không có thời gian lâu như vậy. Hắn nhất định phải nhanh chóng tu thành tiên thiên ma đạo, sau đó lại tới tìm thần hậu nương nương tu thành tiên thiên thần đạo, như vậy mới có thể tu thành tiên thiên dịch đạo, thành tựu thiên thần. Tần Hỏa nói, nếu ta muốn thành tiên thiên thần đạo và tiên thiên ma đạo, cần phải xem tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Chữ xem này dùng thật tốt, thâm ý sâu sắc á. Điểm then chốt chính là trên chữ xem này. Chữ xem này hiển nhiên không phải là xem trong nhìn xem, mà là xem bản nguyên của hắn, xem thần vận của hắn, xem đại đạo của hắn. Cần dùng tâm để mà xem, dùng thần để xem. Trung Nhạc mặc cho đám phân thân của chính mình bận rộn thôi diễn, mà chính mình thì nhắm cặp mắt lại, tinh tế cảm ứng chân thân ma đạo. Hắn dùng tâm nhãn để nhìn, chỉ thấy chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên biến mất, thay vào đấy là một đoàn ma tính vô cùng nồng đậm. Hắn cảm ứng được đại đạo nội tàng trong ma tính. Cái gọi là ma đạo đều là biểu hiện của ma tính. Trung Nhạc tinh tế cảm ứng,
dùng tâm dùng thần đi thể hội loại ma tính này. Xem ma tính mới là điểm then chốt để tu thành tiên thiên ma đạo. Mà đi lĩnh ngộ tiên thiên ma đạo của một tiên thiên chỉ là bỏ gốc tìm ngọn mà thôi. Trung Nhạc nhất thời tỉnh ngộ, nhiều vô số kẻ phân thân đột nhiên nhao nhao rơi xuống, ngồi xếp bằng xung quanh chân thân ma đạo của một tiên thiên. Mỗi người đều nhắm cặp mắt lại, dụng tâm cảm ngộ, dụng tâm lĩnh hội ma tính vô cùng nồng đậm kia. Đó là một loại tinh thần vô cùng thâm trầm, vô cùng thâm thúy, là đại biểu cho sự phá hoại của thiên địa tự nhiên. Nhỏ từ thiên tai, địa chấn, lôi hỏa, hồng thủy, biển động, lớn tới chủng tộc diệt tuyệt, nhật diệu, nguyệt tịch, tinh bạo, tinh toái, tinh hà, thôn phệ, tinh hà tử vong, vũ trụ héo rũ, đều là ma tính của thiên địa. Lĩnh hội được loại ma tính này mới có thể tu thành tiên thiên ma đạo. Trung Nhạc và vô số phân thân đều có thu hoạch riêng, sau đó thu hoạch của mỗi người lại biến thành tri thức vô cùng vô tận, tập hợp lại trong bản thể của hắn, thấu hiểu quán thông, hòa là một thể. Các loại các dạng văn lộ đồ đằng hủy diệt trong tiên thiên ma khí của hắn cứ như vậy tự nhiên được sinh ra, tự nhiên hình thành. Các loại văn lộ đồ đằng thiên tai, các loại văn lộ đồ đằng địa chấn, văn lộ đồ đằng lôi hỏa, còn có các loại đồ đằng nhật diệu, nguyệt tịch, tinh bạo đều tự mình sinh ra, tự mình hoàn thiện, khiến cho tiên thiên ma khí của hắn càng lúc càng phong phú, dần dần tiếp cận tiên thiên ma đạo. Hắn trầm lặng đả tọa, gần 10 vạn phân thân cũng trầm lặng đả tọa, bao vây chân thân ma đạo của một tiên thiên, nước chảy không lọt, không cầu ma đạo của hắn, chỉ cầu căn bản của hắn, chỉ cầu gốc không cầu ngọn. Hắn một lần đả tọa này chính là mấy tháng trời đằng đẵng, ma tính trong cơ thể cũng càng lúc càng trầm trọng, càng lúc càng mạnh mẽ. Trong nội tâm tràn đầy cảm xúc hủy diệt, loại cảm xúc này càng lúc càng khó có thể áp chế được, càng lúc càng có một loại xung động muốn phá hư hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đột nhiên một cỗ phân thân của Trung Nhạc chợt phát ra một tiếng gào thét, ánh mắt lóe lên quang mang điên cuồng, tràn ngập hủy diệt. Giết! Hắn gầm lớn một tiếng, phóng người bay thẳng lên không trung, toàn thân sát khí đằng đằng, muốn xông thẳng ra bên ngoài. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, thu hồi cỗ phân thân này. Cỗ phân thân này đã bị ma tính khống chế, biến thành ma đầu. Loại ma này không phải là ma mà ta muốn theo đuổi. Ma mà ta muốn theo đuổi là tâm là ma, nhưng thần vẫn là ta, cũng không bị ma tính khống chế. Trung Nhạc vừa mới nghĩ tới đây, lại có mười mấy cỗ phân thân nữa bị ma tính khống chế. Trung Nhạc nhất nhất thu hồi những phân thân này. Đột nhiên toàn bộ đám phân thân nhất tề đại loạn, nhao nhao lao thẳng về phía hắn, gặm nhấm nhục thân của hắn, cắn xé nguyên thần của hắn. Ăn tươi hắn, chúng ta tự lên làm chủ. Trung Nhạc vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, mặc cho đám phân thân gặm nhấm chính mình, tiếp tục cảm ngộ ma tính của tiên thiên đế quân. Trong khoảnh khắc, 10 vạn phân thân của hắn đã gặm cắn hắn đến mình đầy thương tích, vết thương sâu tới xương. Thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng bị đám phân thân này cắn xé ăn tươi. Cũng không thiếu phân thân nằm lên người của hắn uống máu, từng ngụm mà uống. Trung Nhạc vẫn như cũ ngồi yên bất động, trên người của hắn mất một miếng thịt liền mọc ra một miếng, nguyên thần bị cắn xuống một khối cũng liền mọc ra một khối, máu tươi bị uống đi cũng không ngừng tự sinh sôi nảy nở. 10 vạn phân thân kia ăn uống tới mức cái bụng phình to lên, cuối cùng cũng ăn không vô được nữa, nhao nhao hét lớn: "Đi, đi giết sạch tất cả sinh linh trong thiên hạ!" Dứt lời, vô số phân thân của Trung Nhạc nhao nhao lao thẳng ra ngoài, ầm ầm đánh ra đủ các loại thần thông, cười lạnh nói: "Thiên địa không sinh không dưỡng, đạo pháp không sinh không dưỡng, đánh cho toàn bộ chúng sinh thiên địa này chết sạch chết sẽ thì thôi. Trở về đi, các ngươi đều là ta, đều đã bị ma tính khống chế. Các ngươi đã thua rồi, đã bại bởi ma tính, cho nên khó có thể vấn đỉnh đại đạo ma chủ được. Ta muốn biết sau khi thu hồi đám phân thân đã bị ma hóa các ngươi vào cơ thể, sẽ có thể ma hóa đạo tâm của ta hay không? Ta có bị đánh bại hay không?" Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, 10 vạn Trung Nhạc ma hóa nhất thể bay tới, nhao nhao biến mất trong nhục thân của hắn, không thấy đâu nữa. 10 vạn ma đầu này là 10 vạn loại ma tính, đều có một phen kiến giải, hiện tại bị hắn thu hồi vào bản thể, nhất thời 10 vạn ma tính bạo phát. Thân thể Trung Nhạc không ngừng chấn động, gào thét một tiếng, cặp mắt trở nên đen sẫm như mực, không tìm được bất kỳ một tia quang minh nào. Ma tính trong mắt Trung Nhạc càng lúc càng nặng, đó là một mảnh hắc ám thôn phệ hết thảy, cho dù là quang tuyến bắn vào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ, không thể chiếu rọi ra bất kỳ vật gì. 10 vạn loại ma tính đủ các loại trong nháy mắt liền công chiếm đạo tâm của hắn, khiến cho đạo tâm vốn dĩ tinh thuần không tì vết của hắn có thêm 10 vạn loại ý niệm tà ác.
Đi ngủ với âm phiền huyên, đi ngủ với âm phiền huyên. Đã thành thân rồi mà không có ngủ, chẳng phải là thua thiệt lớn rồi sao? Nếu nàng không chịu thì mạnh mẽ đẩy ngã nàng, đánh không lại nàng thì hạ thuốc nàng, đánh lén nàng, trói chặt hai chân hai tay nàng. Lúc đó giết, giết sạch tất cả mọi sinh linh trong thiên hạ. Nhân tộc chó má gì chứ, sao lại phải che chở cho đám kẻ yếu bọn họ đây? Vẫn là giết sạch sẽ thì tốt hơn. Chỉ tổ làm liên lụy tới ta thôi, huyết tế sạch sẽ nhân tộc, ta sẽ không phải gánh vác nữa rồi, lại còn có thể càng cường đại hơn. Đạo đức chỉ là một tấm màn che, nguyên tắc chỉ là lừa mình dối người. Vũ trụ này sinh ra vốn cũng không có đạo đức gì cả, không có nguyên tắc gì cả. Xé rách đạo đức, vứt bỏ nguyên tắc đi, ta sẽ nô dịch toàn thế giới này. Muốn tân hỏa làm gì chứ? Đốm lửa nhỏ này tiêu hao tính mạng của ta, lừa gạt ra hết thảy tri thức trong đầu ta, sau đó luyện chết hắn ta. Ta sẽ liền tự do. Ta muốn gieo trùng khắp thiên hạ, khiến cho tất cả các sinh linh đều mang họ chung. Kẻ nào dám phản kháng ta, diệt cửu tộc hắn ta. Tử vi đại loạn thì có gì vui đấy, quá chậm rồi. Ta muốn nhắc lên đại loạn trong toàn bộ vũ trụ kia. Thiên địa càng loạn, sinh linh chết càng nhiều, càng tốt cho ta. Thân thể Trung Nhạc không ngừng run rẩy, đau khổ bảo vệ đạo tâm. Thời điểm này, cho dù là quan Tửng Tuệ Hoàng cũng không thể ma diệt được ma tính của hắn. Ma tính ma chủ trong cơ thể của hắn càng lúc càng nặng, khiến cho đạo tâm 300 ức năm cũng chưa từng dao động của hắn đã xuất hiện sơ hở. Các loại ý niệm tà ác, hủy diệt không ngừng vọt tới, thậm chí còn có cả ý niệm hủy diệt cái vũ trụ này, tái tạo một cái vũ trụ khác. Hắn vẫn như cũ đang cảm ứng ma tính của Tiên Thiên Đế Quân, cảm ứng đặc tính phá hoại thuần túy kia, lớn mạnh ma tính của chính mình. Nhưng trong quá trình này, hắn nhất định phải duy trì nguyên thần thanh tịnh, tâm linh tinh thuần, không thể để cho ma tính khống chế chính mình. Nghĩ muốn tu thành Tiên Thiên Ma Đạo, tu thành ma đạo cấp ma chủ, như vậy phải bảo vệ bản tâm không bị ma tính khống chế. Bất quá, đồng thời với cảm ứng ma tính sẽ khiến cho người 10 vạn ma tính trong cơ thể hắn không ngừng lớn mạnh, xâm thực đối với đạo tâm của hắn cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tiên Thiên Ma Đạo của hắn đã sắp sửa thành hình. Thời điểm này chính là cực kỳ quan trọng, ngàn vạn lần không thể có chút sơ suất nào. Chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa thôi. Bảo vệ bản tâm, đối kháng với ma tính, đợi ta tu thành Tiên Thiên Ma Đạo, sẽ có thể rồi. Trên mặt Trung Nhạc đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị, kích động tới mức toàn thân run rẩy. Hắn cười lạnh nói, lúc đó sẽ có thể giết sạch bọn chúng, giết sạch kết thái, giết sạch. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân kích động, lao thẳng ra bên ngoài. Trước đi ngủ với tiểu nương tử âm phiền huyên kia của ta, đánh lén nàng, trói chặt hai chân hai tay của nàng, ngủ với nàng. Đúng lúc này, bên tai Trung Nhạc đột nhiên vang lên trận trận tiếng tiêu, âm luật uyển chuyển du dương, nhất thời thoáng áp chế ma tính của hắn xuống, chính là tiếng tiêu của âm phiền huyên. Tiếng tiêu này là thần thông của âm phiền huyên, là đại thiên ma chấn tâm chú mà nàng vì để chấn áp sự đau đớn, đau nhức do phân liệt nguyên thần tạo thành mà lưu lại trong thức hải Trung Nhạc. Hiện tại, tiếng tiêu này đột nhiên vang lên, bảo vệ đạo tâm của hắn, ma tính đang sôi sục sục của Trung Nhạc thoáng bình ổn trở lại. Đạo tâm bị ô nhiễm của hắn cũng dần dần khôi phục thanh minh. Trung Nhạc ngẩn ngơ, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, lập tức ngồi xếp bằng xuống, toàn tâm toàn ý cảm ứng ma tính của ma chủ. 10 vạn ma tính dưới sự nuôi dưỡng của ma tính ma chủ càng lúc càng cường đại hơn, không ngừng tiến công, tập kích, mà tiếng tiêu của âm phiền huyên lại giống như một chi đại quân lúc tiến lúc thoái. Địch lui ta tiến, địch tiến ta thủ, địch công ta phòng, tựa hồ như một vị đại cao thủ thấm nhuần công pháp chi đạo, chặt chẽ bảo vệ tâm thần của hắn. Lúc này liền có thể nhìn ra sự cường đại của âm phiền huyên. Âm Khang Thị là đế tộc trong ma tộc, nàng nghiên cứu đối với ma đạo vô cùng thâm sâu, cộng thêm lại là thánh linh thể. Tuy nàng không chân chính có mặt ở đây, nhưng bằng vào thần thông tiêu âm lưu lại đã có thể giúp Trung Nhạc chống cự ma tính xâm nhập. Bất quá, 10 vạn ma tính càng lúc càng mạnh, tiêu âm mà nàng lưu lại cũng dần dần khó có thể chống đỡ nổi. Trận tuyến do tiêu âm biến thành không ngừng bị ma tính công phá, cặp mắt Trung Nhạc cũng dần dần trở nên hắc ám. Đúng lúc này, đạo âm đột nhiên ong minh, Tiên Thiên Ma Đạo của hắn rút cuộc cũng tu thành. Tinh thần Trung Nhạc đại chấn, thôi động Tiên Thiên Ma Đạo, nhất thời 10 vạn ma tính nhao nhao bị hút vào trong Tiên Thiên Ma Đạo.
đầu đại đạo tiên thiên này thôn phệ xong 10 vạn ma tính, lập tức bắt đầu lớn mạnh, nhanh chóng trưởng thành. Không qua bao lâu, tiên thiên ma đạo đã tu luyện tới tiêu chuẩn thần minh viên mãn. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ: ma đạo ma chú quả như là khó luyện mà, bất quá đây cũng là căn bản để hàng phục những ma đạo khác kia. Ma đạo ma chủ chính là ma đạo cao cấp nhất, muốn luyện thành không có cơ duyên căn bản là không thể làm được. Trung Nhạc có thể xem được tôn tiên thiên ma chủ, tiên thiên đế quân này, đây chính là cơ duyên. Lần này cũng nhờ có đại thiên ma chấn tâm chú của Phần Huyên, nếu không có tiêu âm của nàng, lúc này sợ rằng ta đã... Sắc mặt của hắn có chút cổ quái. Thời điểm đạo tâm thất thủ, hắn kêu la muốn đi ngủ với Âm Phiền Huyên, nếu không có tiêu âm của nàng, sợ rằng hiện tại đã sớm ngủ rồi. Một bước lỡ chân tạo thành mối hận ngàn năm. Trung Nhạc lắc lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên, có lòng muốn nghiên cứu một chút tiên thiên ma đạo của hắn, thế nhưng lập tức đã bỏ qua cái chủ ý này. Tiên thiên đế quân đối với ta vẫn còn đề phòng, nếu ta chỉ hoãn ở nơi này quá lâu, hắn sẽ càng phòng bị sâu hơn. Nếu ta đã đạt được ma đạo ma chú, cũng không cần thiết theo đuổi phần ngọn này làm gì. Hắn cất bước đi ra khỏi khu vực phong cấm, phong ấn, trong lòng thầm nghĩ: tiên thiên thần đạo, thật ra xem chân thân thần đạo của Mục Tiên Thiên chính là tốt nhất, đạt được thần đạo thần chú của hắn ta. Bất quá, nếu thần đạo và ma đạo của ta đều là quan sát nhục thân của hắn mà thành, như vậy tương lai tất sẽ bị vây khốn bởi hắn ta. Ỷ lại đối với Mục Tiên Thiên càng sâu, phụ thuộc vào hắn cũng sẽ càng sâu. Thần đạo và ma đạo của Trung Nhạc cũng sẽ bị quản chế bởi Mục Tiên Thiên. Nếu tương lai hai người trở mặt, vậy Mục Tiên Thiên rất có thể dễ dàng chế trụ hắn. Đây là sự tình mà Trung Nhạc tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Vẫn là đi xem thần hậu đương nương thì tốt hơn. Trung Nhạc ra ngoài cũng không nhìn thấy tiên thiên đế quân. Hắn thoáng hỏi thăm một chút, được biết tiên thiên đế quân đang bế quan, liền rời khỏi tiên thiên cung, trong lòng thầm nghĩ: tiên thiên đế quân hay là chuẩn bị đột phá tu thành đế cảnh. Nếu hắn thành đế, sợ rằng chính là một vị thiên đế cái thế rồi. Dịch tiên sinh, xin hãy dừng chân. Đột nhiên một đạo thanh âm chợt vang lên. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu công chúa Mục Khanh Tuyền cùng với một gã nam tử trung niên khác đi tới. Nhất thời thoáng ngẩn người, mỉm cười nói: ồ, tiểu công chúa, Tam thái tử. Tu vi của gã nam tử trung niên kia cực kỳ thâm hậu, thực lực cường đại, ánh mắt thâm thúy, rõ ràng là một tôn tạo vật chủ, chính là con trai thứ ba của tiên thiên đế quân Mục Tô Ca. Trung Nhạc từng gặp qua hắn một lần, thời điểm tiên thiên đế quân dẫn người nghênh tiếp hắn trở về tiên thiên cung, Mục Tô Ca cũng ở trong đó. Đại thái tử của tiên thiên cung đã sớm mất nhiều năm, trên thực tế nhị thái tử Mục Tô Vũ chính là đại thái tử. Mục Tô Ca mặc dù là tam thái tử nhưng thực quyền cũng rất lớn. Hắn bình thường làm người mộc mạc, giỏi về lĩnh quân, rất nhiều thần hoàng ma hoàng, đầu lĩnh các tộc đều thần phục ở dưới trướng của hắn. Lúc đó Trung Nhạc cũng đã nhìn thấy chỗ cường đại của tiên thiên cung. Tiên thiên đế quân con cái vô số, trong đó chỉ riêng tạo vật chủ đã có tới hơn 50 người, mà tồn tại cấp bậc thần hoàng, ma hoàng lại càng nhiều tới 2-3 ngàn người. Chỉ riêng đám con cái của tiên thiên đế quân cũng đã là một cỗ lực lượng khủng bố. Trong đó, quyền lực của Mục Tô Ca chính là cao nhất, một mình độc lĩnh một chi cấm quân gọi là Hổ Giao Phiêu Kỵ. Thần ma dưới trướng nhiều tới 100 vạn, đều là hạng người hổ lang, dũng mãnh thiện chiến, tuyển ra từ trong các thần tộc, ma tộc. Cấp bậc thống lĩnh trong đó đều là tạo vật chủ, phó thống lĩnh chính là thần hoàng, ma hoàng. Có thể nói là một chi đại quân cường đại nhất trong tay tiên thiên đế quân. Mục Tô Ca có chút bất đắc dĩ, mỉm cười nói: tiên sinh, tiểu muội ta nói không muốn gả cho thiên huyền tử tới đây cầu ta, ta cũng là không thể làm gì được. Tiên sinh bình thường lắm mưu nhiều kế, có thể ra cái chủ ý gì đẩy xuống mối hôn sự này hay không? Trung Nhạc liếc nhìn Mục Khanh Tuyền một cái, nghiêm mặt nói: không thể đẩy xuống mối hôn sự này. Cự Linh Thị chính là một trong bát đại hoàng tộc của thời đại địa ký, nội tình thâm hậu. Thiên huyền tử lại càng là tồn tại có thiên tư thành đế, công chúa gả cho hắn cũng không tính là bôi nhọ thân phận của công chúa. Càng huống chi tương lai bệ hạ tranh bá thiên hạ, chấn áp quần hùng, Cự Linh Thị chính là một cánh tay đắc lực của tiên thiên cung ta. Mối hôn sự này nhất định phải thành. Sắc mặt của Mục Khanh Tuyền tái nhợt, vội vàng kéo kéo ống tay áo của Mục Tô Ca. Mục Tô Ca bất đắc dĩ nói:
Vừa rồi ta cũng đã nói như vậy, chỉ là tiểu muội vẫn quyền quyết không muốn gả qua. Thân thể gã thiên huyền tử kia hùng tráng tới mức nào đây, gả nàng qua chẳng phải là sẽ ủy khuất cho tiểu muội ta hay sao? Ta nghe nói tiên sinh có giao tình không tệ với thiên huyền tử, vẫn là xin tiên sinh đưa ra một cái chủ ý. Mục Khanh Tuyền lộ ra thần sắc khẩn cầu. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, mỉm cười nói: Nếu tiểu công chúa đã không muốn gả, vậy không biết Tam Thái tử điện hạ có bằng lòng cưới hay không? Mục Tô Ca nhất thời ngẩn ngơ. Trung Nhạc mỉm cười nói: Nếu điện hạ nguyện ý cưới nữ tạo vật chủ của Cự Linh Thị, Tiên Thiên Cung và Cự Linh Thị cũng vẫn là kết thông gia, sẽ không bởi vì chuyện tình tiểu công chúa không muốn kết hôn mà tổn thương tình cảm. Sắc mặt của Mục Tô Ca vàng như đất. Nữ tạo vật chủ của Cự Linh Thị ư? Nữ tử kia sẽ hùng tráng tới mức nào? Chính mình cưới một tôn nữ tạo vật chủ cường tráng như vậy có thể chịu được hay sao? Mục Khanh Tuyền lập tức quay sang khẩn cầu Mục Tô Ca: Ca, vì tiểu muội hãy hy sinh một lần đi. Mục Tô Ca vội vàng thay đổi chủ đề, nghiêm mặt nói: Tiên sinh, thiên đình truyền lệnh xuống, nói dã nhân trong vũ trụ cổ lão tạo phản tắc loạn, tấn công thần thành truyền tống của thông thiên tinh đạo, bắt giữ phù thử sư huynh của thiên cung ta. Hiện tại phù thử sư huynh không biết sống chết thế nào, thiên đế lệnh cho ta xuất lĩnh hổ giao phiêu ký đi tới vũ trụ cổ lão bình định phản tắc. Ta lo lắng trong này có âm mưu, cho nên muốn thỉnh giáo tiên sinh. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, mỉm cười nói: Thiên đình muốn ngươi chết trong vũ trụ cổ lão, chỉ cần ngươi chết ở nơi đó thôi, hổ giao phiêu ký cũng sẽ chôn vùi trong vũ trụ cổ lão, thực lực của bệ hạ sẽ tổn hao rất nhiều. Thế nhưng phụ tử sư huynh đã bị dã nhân bắt đi rồi, ta không thể không đi. Mục Tô Ca sầu muộn nói: Nếu ta cử binh 100,000 đi tới vũ trụ cổ lão hưng sư động chúng như vậy, tất sẽ bị cường giả của vũ trụ cổ lão phục kích thôi, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung Nhạc mỉm cười nói: Sao người không đi thỉnh giáo Tử Quang Quân Vương? Mục Tô Ca khổ sở nói: Tử Quang Quân Vương bảo ta tới đây thỉnh giáo tiên sinh. Thì ra là vậy. Trung Nhạc nhất thời suy tư nói: Tam Thái tử yên tâm, ngươi chờ ta một thời gian 1 năm. 1 năm sau ta đột phá tu thành thiên thần, sẽ theo ngươi đi vũ trụ cổ lão giải cứu phù thứ. Mục Tô Ca đại hỉ, nhất thời yên lòng, xoay người rời đi. Mục Khanh Tuyền bám sát theo sau, nắm lấy ống tay áo của hắn, không ngừng năn nỉ: Ca, ngươi hãy cưới nữ tạo vật chủ của Cự Linh Thị đi. Trung Nhạc trở về thánh địa Tấn Vân, ngẩng đầu nhìn thì thấy ba tòa chư thiên treo cao trên không trung thánh địa, to lớn không gì so sánh được. Từ xa nhìn lại chính là ba cái thế giới mỹ lệ như châu. Lực lượng chư thiên hùng hồn cuồn cuộn không ngừng vọt tới, giống như từng đạo cầu vồng tiến vào trong bát trận đồ. 100,000 thần ma dưới sự chỉ huy của đám người xích tùng ngày đêm chu luyện bát trận đồ để thăng uy năng của nó. Màn trận diện này vô cùng rung động. Trung Nhạc âm thầm gật đầu: Đám thần ma này chính là căn bản để cho ta tương lai lập nghiệp, nhất định phải đối với ta trung tâm như một, chỉ nghe lệnh của ta, không để ý tới mệnh lệnh của Tiên Thiên Đế Quân. Tiên Thiên Đế Quân khẳng định đã xếp vào trong này rất nhiều nhãn tuyến. Đám nhãn tuyến này không thể gạt được suy tính của mạng lưới nhân quả của ta. Trước không cần để ý tới, tương lai thanh trừ là được. Bất quá, sinh tử bộ của 8,000 phục khí vẫn còn nằm trong tay Tiên Thiên Đế Quân, tương lai sẽ trở thành thủ đoạn cản tay ta. Âm Phiền Huyên vẫn còn đang bế quan đột phá cảnh giới thiên thần. Trung Nhạc thoáng chỉnh đốn đại quân một chút, sau đó khởi hành đi tới Hoa Tư Thị. Cũng trong lúc đó, Thiên Tỷ nương nương, động tính của gã dịch tiên sinh kia thế nào rồi? Trong đế tinh, trên một tòa thần sơn, Phong Vô Kỵ hỏi Thiên Tỷ nương nương: Người hắn là có thể tính ra động tính của hắn chứ? Thiên Tỷ nương nương lắc đầu nói: Ta không thể tính được hắn, bản lĩnh của hắn không thua kém gì ta. Nếu ta tính hắn, tất sẽ bị hắn phát giác ra, bởi vậy chỉ có thể tính đám người bên cạnh hắn thôi. Từ hướng đi của đám người bên cạnh hắn tính ra hướng đi của hắn, như vậy độ chính xác sẽ kém hơn rất nhiều, hơn nữa cũng tiêu hao thời gian hơn một chút. Bên cạnh Phong Vô Kỵ, một lão giả cười tủm tỉm quan sát Thiên Tỷ nương nương, cười ha hả nói: Chẳng lẽ là do tu vi của ngươi không đủ sao? Lão phu có thể cho ngươi mượn mấy phần tu vi, khiến cho ngươi đạt tới cảnh giới tạo vật chủ. Dùng cảnh giới tạo vật mà suy tính,
hẳn là sẽ không khó chứ. Thiên Tiên Nương Nương lạnh nhạt nói, đạo nhân quá, cái giữa và là chính là trí tuệ, không quan hệ gì với cảnh giới cả. Nếu chỉ cần dựa vào tu vi, tiền bối cần gì phải tìm ta đây? Thiên Tí, không được vô lễ. Phong Vô Kỵ cao mày nói, vị này chính là tiền bối của Phục Khi thần tộc tại thế ngoại chi địa, từ thời thượng cổ còn sống cho tới bây giờ, Phục Bảo Sơ tiền bối. Lão giả Phục Bảo Sơ kia mỉm cười nói, lão phu đã quá mức cổ lão rồi, ẩn cư quá lâu rồi, thọ nguyên cũng không còn nhiều, ngoại giới làm sao còn có người nhớ rõ ta được đây. Vô Kỵ, không cần trách cứ tiểu nha đầu này. Nhắc tới ta và nàng 10 vạn năm trước cũng là một nhà, nàng tuổi còn nhỏ đã có tạo nghệ bậc này, hiếm thấy, hiếm thấy. Trong lòng Thiên Tiên Nương Nương nhất thời nghiêm nghị, không biết lão giả này rốt cuộc có lai lịch gì, tu vi gì, vậy mà có thể từ thời thượng cổ còn sống cho tới bây giờ. Chẳng lẽ hắn là một tôn đế quân sao? Vô Kỵ tiên sinh vậy mà có thể mời từ trong thế ngoại chi địa ra một tôn lão đế quân, bối cảnh của hắn thật đáng sợ. Phong Vô Kỵ nói, Thiên Tí, người mau chóng tính ra nơi hạ lạc của Dịch tiên sinh. Bảo Sơ tiền bối, lần này làm phiền tiền bối đích thân xuất sơn, trong lòng Vô Kỵ vô cùng xấu hổ. Phục Bảo Sơ khoát tay một cái, mặt đầy hồng quang, mỉm cười nói, ta cũng là ở nhà buồn chán, nhìn thấy sắc lệnh trong tay của ngươi, mới biết ngươi hóa ra lại là đệ tử của tên Đồ Úc kia. Ta và cái tên Đồ Úc đấy cũng là giao tình cũ, năm xưa đã từng kể vai chiến đấu với nhau, thật là một đoạn tuyết nguyệt huy hoàng mà. Phong Vô Kỵ vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, ồ, hóa ra tiền bối lại có giao tình với sư gia, khó trách ta luôn cảm thấy tiền bối vô cùng thân thiết. Lần này đi ra, ta cũng là muốn nhìn một chút xem cái tên Dịch tiên sinh này, không ngờ hắn lại có thể giết chết được Thanh Vũ, một tên Phục Khí bán huyết lại có thể làm được chuyện này, khiến cho ta cũng không thể không động lòng hiếu kỳ. Trong mắt của Phục Bảo Sơ lóe lên hàn quang, buồn bã nói, Thanh Vũ đế quân mặc dù xuất thế trễ nhất, không có kinh lịch qua cuộc chiến bình loạn kia, nhưng cũng là tồn tại siêu quần bạt túy trong đám hậu bối. Hắn sau khi chuyển thế, tu vi nội tình lại càng sâu hơn, có thể trong cùng cảnh giới chiến thắng hắn từ cổ chí kim cũng là không nhiều. Ta muốn gặp gã Phục Khí bán huyết này, nhìn xem hắn có bí mật gì. À đúng rồi, Vô Kỵ, người không có phân nữa huyết mạch của Phục Khí thị ta. Phục Khí ngoại giới đã không thể giải phong ấn huyết mạch, bất quá tại thế ngoại chi địa, ta ngược lại có thể giúp ngươi mở ra 5 thành phong ấn thần huyết Phục Khí. Phong Vô Kỵ mừng như điên, liên tục cảm ơn. Phục Bảo Sơ mỉm cười nói, sau đó ngươi lại tới thiên hạ chi châu của Bàn Hồ Thị, mở ra một nửa phong ấn thần huyết Bàn Hồ còn lại, thân mang 2 đại hoàng huyết trong người, thành tựu tương lai của ngươi nhất định vô cùng phi phàm. Ta đoán chừng đây cũng là nguyên nhân sư tôn của ngươi xem trọng ngươi như vậy. Phong Vô Kỵ không khỏi giật mình, 2 đại hoàng huyết ư, không ngờ ta lại thân mang 2 đại hoàng huyết, khó trách sư phụ ta đối với ta yêu ái có thừa. Đột nhiên từng tôn thần ma nhân tộc bay tới, nhao nhao không người về phía Thiên Tiên Nương Nương bẩm báo tin tức. Đây đều là những tin tức tới từ Tiên Thiên Cung. Thiên Tiên Nương Nương lại lấy ra một đám đồ đằng trụ, trong đồ đằng trụ chuyển tới tiếng người không ngừng hồi báo tin tức. Trước mặt Thiên Tiên Nương Nương có nhiều vô số kẻ đồ đằng trụ, thanh âm ở Mỹ hội tụ hỗn loạn đến không chịu nổi, mà Thiên Tiên Nương Nương lại có thể rành mạch phân minh, tiếp thu toàn bộ các tin tức, dệt ra tơ nhân quả, tiến hành thôi diễn. Phục Bảo Sơ cũng không khỏi kinh ngạc, mỉm cười nói, năng lực tình báo của nữ tử này quả thật là không tệ. Thiên Tiên Nương Nương cười nhạt một tiếng nói, nhân tộc ta chính là hèn mọn nhất, luôn bị các tộc xem nhẹ, không khiến cho người ta chú ý, cho nên dò xét tin tức tình báo chính là vô cùng dễ dàng. Hơn nữa vị lão giả kia xem trọng ta, giao toàn bộ mạng lưới tình báo cho ta xử lý. Chẳng những tin tức tình báo của Tiên Thiên Cung hội tụ tới chỗ của ta, mà thậm chí các tin tức tình báo của các thánh địa trong các tộc cũng đều tập hợp lại chỗ của ta. Cho dù là thiên đình, nhất cửa nhất động của bọn họ cũng khó có thể giấu giếm được ta. Phục Bảo Sơ thở dài nói, quả thật là kỳ tài. Mà ngươi đã lập gia đình chưa? Nếu chưa gả cho ai, tao cho ngươi một cơ hội
nạp ngươi làm tiểu thiếp của ta. Sắc mặt Thiên Tiên Nương Nương khẽ biến, mỉm cười nói: đa tạ tiền bối yêu ái, đáng tiếc thiếp thân sớm đã xuất giá rồi. Vậy thì thật đáng tiếc rồi, người đã bỏ lỡ mất cơ hội, lão phu không cần một nữ nhân đã từng gả qua. Phục Bảo Sơ không chút để ý nói: người dụng tâm thôi diễn, sớm ngày tìm được nơi hạ lạc của gã tiểu bối kia đi. Thiên Tiên Nương Nương xưng vâng, chuyên tâm tính toán, biến hết thảy toàn bộ những chuyện phát sinh gần đây của Tiên Thiên Cung thành tơ nhân quả, không ngừng thôi diễn. Vận mệnh của mỗi một người trong Tiên Thiên Cung đều bị nàng biến thành tơ nhân quả, chỉ duy nhất không có tơ nhân quả của Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương. Đây là do tạo nghệ của hai người này cũng đều không thua kém gì nàng, khiến cho nàng không dám tùy tiện tính toán hai người. Những sợi tơ nhân quả này đại biểu cho từng người trong Tiên Thiên Cung, mỗi người đều có hướng đi bất đồng. Bởi vì thiếu hai sợi tơ nhân quả của Trung Nhạc và Tử Quang, cho nên chỉ có thể từ trong sự vận động của những sợi tơ nhân quả này mà suy tính ra hướng đi khả năng của Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương. Năng lực thôi diễn của nàng cường đại không gì sánh bằng, trí tuệ siêu quần. Mặc dù tiến hành tính toán kinh khủng như vậy cũng vẫn có thể dễ dàng ngự giá. Qua một hồi lâu sau, Thiên Tiên Nương Nương mỉm cười nói: tìm được hắn rồi, Vô Kỵ tiên sinh, Phục tiền bối, Dịch tiên sinh này sắp sửa rời khỏi Tiên Thiên Cung. Ồ, hắn muốn đi nơi nào? Phong Vô Kỵ vội vàng hỏi. Cái này thì không biết được rồi. Thiên Tiên Nương Nương lắc đầu nói: ta không dám tính hắn, bất quá nếu hắn đã muốn rời khỏi Tiên Thiên Cung, vậy khó có thể giấu giếm được nhãn tuyến của lão gia. Nhãn tuyến của lão gia trải rộng khắp thiên hạ, nhất cử nhất động của hắn cũng không thể chạy thoát khỏi sự trưởng khống của ta được. Phong Vô Kỵ đại hỉ, mỉm cười nói: nếu đã như vậy, Thiên Tỷ, tạm thời ngươi không được rời khỏi chúng ta rồi. Thiên Tỷ Nương Nương xưng vâng rồi nói: qua hai ngày nữa sẽ có tin tức chuyển tới, chỉ cần biết được hướng đi của hắn ta sẽ có thể biết hắn muốn đi đâu. Lại qua hai ngày, quả nhiên có tin tức chuyển tới, Trung Nhạc quả thật đã rời khỏi Tiên Thiên Cung. Thiên Tỷ Nương Nương mỉm cười nói: hắn chuẩn bị đi thánh địa Hoa Tư Thí. Phong Vô Kỵ không khỏi thán phục, vui vẻ nói: ồ, được, vậy chúng ta cũng đi thôi. Trung Nhạc rời khỏi Tiên Thiên Cung, một đường tiến về phía trước. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã rời xa Tiên Thiên Cung. Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, vân tay chụp tới, nắm một tôn thần minh nhân tộc vào trong tay. Vì sao vừa nhìn thấy ta liền bỏ chạy? Trung Nhạc mỉm cười hỏi: ngươi là người của Thiên Tỷ Nương Nương phải không? Thiên Tiên Nương Nương là đang tính toán ta, có đúng không nào? Tôn thần minh nhân tộc kia căng căng thẳng thẳng, không có đáp lời. Trung Nhạc thả tay ra, mặc cho hắn rời đi, trong lòng thầm nghĩ: Thiên Tiên Nương Nương, trước đây đạo nhân quả của ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá tới hiện tại, ngươi đừng mơ tưởng mà tính được ta. Lại nói, Phong Vô Kỵ mang theo lắm người Phục Bảo Sơ, Khoa Phụ Mâu đi theo Thiên Tiên Nương Nương, chạy tới địa phương Trung Nhạc tất phải đi qua tiến hành mai phục. Đột nhiên sắc mặt Thiên Tỷ Nương Nương khẽ biến, thất thanh nói: không xong, Dịch tiên sinh đã suy tính ra tơ nhân quả của ta, sợ rằng hắn đã biết rõ hành tung của chúng ta rồi. Phong Vô Kỵ vội vàng nói: vậy mau chặt đứt nó đi. Không chặt đứt được. Thiên Tỷ Nương Nương cắn răng nói: đạo nhân quả của hắn còn mạnh hơn ta rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng, miên man không dứt. Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã làm được tới bước này rồi đây? Phục tiền bối, mau giúp ta một tay. Ta suy tính tơ nhân quả của hắn, hắn tất sẽ chặt đứt sợi tơ nhân quả này. Phục tiền bối giúp ta bảo vệ sợi tơ nhân quả này, ta đấu với hắn một trận. Phục Bảo Sơ mỉm cười nói: người cứ việc làm. Thiên Tỷ Nương Nương quát lớn một tiếng, vô số văn lộ đồ đằng tung bay, dệt ra sợi tơ nhân quả của Trung Nhạc. Chỉ thấy sợi tơ nhân quả này không ngừng chấn động, tựa hồ trong cõi u minh có một cỗ lực lượng chuyển tới, muốn chặt đứt sợi tơ nhân quả này. Phục Bảo Sơ lại dùng pháp lực bàng bạc của mình gia trì cho Thiên Tỷ Nương Nương, rốt cuộc cũng định trụ được sợi tơ nhân quả này, không để nó bị chặt đứt. Thiên Tỷ Nương Nương thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra vô số hướng đi của sợi tơ nhân quả này, khẽ kêu lên: hắn đã thay đổi đường đi, chúng ta đi thôi. Đám người vội vàng đuổi theo nàng. Đoạn đường này hoàn toàn bình an, đám người rất nhanh đã tiến vào một tòa thánh địa mỹ lệ. Thiên Tỷ Nương Nương dừng lại, chỉ thấy bên cạnh một con bạch hạc
đang thong thả bay qua, tràng cảnh vô cùng u tĩnh. Nàng mỉm cười nói, hắn tất phải đi qua nơi này. Vèo. Đúng lúc này, một đạo quang tiễn đột nhiên bắn thẳng về phía đám người giữa không trung. Khoa phụ mau nhất thời giận dữ, bấm tay búng một cái. Đạo quang tiễn kia dùng tốc độ càng nhanh hơn bay ngược trở về, phốc một tiếng đã xuyên thấu kẻ bắn tên. Khoa phụ mâu định thần nhìn lại, lại là một gã nam tử thần tộc trẻ tuổi cổ quái, sau lưng mọc ra 5 cái đuôi, giữa trán mọc ra một cái độc giác. Đệ tử của tranh tộc sao lại bắn ta? Khoa phụ mâu nghi hoặc không thôi. Đột nhiên phía dưới chợt vang lên một mảnh ồn ào náo động, vô số thần ma tranh tộc ào ào tuôn ra, nhao nhao ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, tức giận không thôi. Công tử bị giết rồi, có một tên khoa phụ đã giết chết công tử. Khoa phụ mâu tức giận hừ một tiếng, cười lạnh nói, hắn dùng tên bắn ta, chết là đáng tội. Sắc mặt Thiên Ti nương nương kịch biến, thất thanh nói, công tử sao? Công tử của tranh tộc cư, nghe nói lão tổ tông tranh tộc lúc tuổi già mới được một đứa con trai vô cùng cưng chiều. Tính toán thời gian, vị tranh công tử này không sai biệt lắm hẳn là đã thành niên tu thành thần binh rồi. Trong đầu Phong Vô Kỵ giống như đô đình oanh kích, thất thanh nói, khoa phụ mâu, hắn không phải muốn bắn ngươi mà là bắn con Bạch Hạc kia. Trong lòng Thiên Ti nương nương chấn động, vội vàng nhìn về phía con Bạch Hạc kia. Con Bạch Hạc kia đã không thấy bóng hình. Con Bạch Hạc kia cho dù là yêu thần đi chăng nữa cũng không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy. Trong lòng Thiên Ti nương nương run rẩy, đó không phải là Bạch Hạc mà là Dịch tiên sinh. Trong tòa thánh địa mỹ lệ kia, một cỗ thần uy cuồng bạo phóng thẳng lên cao, một đạo thanh âm giả nua bi thương vạn phần vang vọng khắp thiên địa. Con trai ta, con trai ta. Đạo thanh âm kia mặc dù già nua nhưng ẩn chứa uy năng vô biên, thanh âm cuồn cuộn vang lên, chấn cho đám người Phong Vô Kỵ, Thiên Ti nương nương kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rớm máu. Mà Khoa Phụ Mâu thì ánh mắt dại ra, đột nhiên mở miệng lớn, máu tươi cuồng phún, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn vỡ, oa oa phun ra. Con trai ta đã chết rồi, ta muốn các ngươi phải chôn cùng con trai ta. Tòa thánh địa kia không ngừng xoay tròn, thần quang vô biên vô tận tuôn trào ra, giống như có ước vạn vầng thái dương từ trong thánh địa đồng thời bạo phát. Từng tôn tạo vật chủ tranh tộc bay ra, thân thể vĩ ngạn. Trung tâm bọn họ là một tôn lão đế quân, bộ dáng cực kỳ bi phẫn. Giết, giết chết hết bọn chúng cho ta. Tôn lão đế quân kia giống giận. Trong thánh địa tranh tộc, từng tòa chư thiên dâng lên, chiếu rọi thần quang. Vô số cường giả tranh tộc nhao nhao giết tới. Sư huynh, khoan đã nào. Phục Bảo Sơ đột nhiên vươn tay ra, bắt lấy cần cổ Khoa Phụ Mâu, dùng sức lắc một cái, vặn gãy cổ Khoa Phụ Mâu, vung tay tiêu diệt nguyên thần của hắn, cười hăng hắc nói. Sư huynh, kẻ gây họa đã chết rồi, đại thù của Lệnh Lang đã được báo, cần gì phải xé rách ra mặt như vậy. Tôn lão đế quân kia mắt điếc tai ngơ, tự mình giết tới. Phục Bảo Sơ buông thi thể Khoa Phụ Mâu xuống, khẽ nhíu mày, cười lạnh nói. Lão giả không biết điều. Phục Bảo Sơ hiện ra chân thân Phục Khi, uy lực cường đại vô biên, tự mình nghênh đón vô số cường giả tranh tộc. Nhất thời huyết vũ tung bay ngập trời. Lão tổ tông tranh tộc điên cuồng tấn công, mấy lần lên lên xuống xuống, đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Phục Bảo Sơ. Đừng giết hắn. Thiên Ti nương nương lớn tiếng quát lớn. Tranh tộc là thần tộc phụ thuộc vào đế tộc Hạo Anh Thị, thánh địa Hạo Anh Thị cũng cách đây không xa. Lời nói của nàng còn chưa dứt, đầu lâu của lão tổ tông tranh tộc đã rơi xuống đất. Phục Bảo Sơ nghe nàng nói vậy không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt đại biến. Hỏng bét rồi, đi mau. Hắn tự mình bay tới, không nói lời nào, đã cuốn lên hai người Phong Vô Kỵ và Thiên Ti nương nương bỏ chạy. Nhưng lúc này không trung đột nhiên không ngừng chấn động, một cỗ đế uy vô biên tuôn trào ra. Một kiện đế binh sống lại tự mình đột phá không gian, phát ra đế uy ngập trời đánh tới. Một đạo quang mang bằng bạc như thiên nghiền ép về phía Phục Bảo Sơ. Phục Bảo Sơ đặt hai người Phong Vô Kỵ xuống, giơ lên hai tay mạnh mẽ đón đỡ. Sau một kích, hắn bị chấn cho thổ huyết. Uy năng của kiện đế binh Hạo Anh Thị kia thoáng tản đi một chút. Phục Bảo Sơ lập tức cuốn lên hai người bỏ chạy. Kích thứ hai của đế binh Hạo Anh Thị đánh xuống, Phục Bảo Sơ bị thương càng nặng hơn.
Kích thứ ba đánh xuống, sắc mặt của lão giả này đã cực kỳ thảm đạm. Cũng may, hắn dù sao cũng là cường giả cấp đế quân, lại là phục khí thần tộc, tốc độ nhanh kinh người, cuối cùng cũng mang theo hai người Phong Vô Kỵ chạy ra khỏi phạm vi uy năng của kiện đế binh kia bao phủ. Khí tức Phục Bảo Sơ cực kỳ suy yếu, quay đầu nhìn lại chỉ thấy kiện đế binh kia cũng không có đuổi tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Thật nguy hiểm, con bạch hạc kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Thiên Tiên Nương Nương không đáp lời, đảo mắt quan sát xung quanh, trong mắt chợt lộ ra thần sắc sợ hãi. Phục Bảo Sơ cũng ngẩn ngơ, đảo mắt quan sát bốn phía. Khắp nơi xung quanh đều là những hoa văn kỳ dị phiêu phù, chính là những văn lộ đồ đằng đế cấp. Sắc mặt của hắn kịch biến, run giọng nói: Nơi này là đế táng lĩnh của Hạo Anh Thị." Thiên Tiên Nương Nương nhìn về phía tòa đế lăng cổ lão trước mặt, đắng chát nói: "Chúng ta đã lạc vào đế lăng của Hạo Anh Thị rồi." Nàng nhìn về phía bên ngoài đế lăng, chỉ thấy một con bạch hạc bay tới, đáp xuống trên một cành cây bên ngoài đế lăng, nhàn nhã chỉnh lý lông vũ ở trên thân mình. Đột nhiên con bạch hạc kia khẽ lắc mình, biến thành một tôn thần nhân ngồi trên cành cây, nhìn chằm chằm về phía nàng, sau đó giơ tay lên, khẽ quẹt ngang chân của chính mình một cái. "Dịch tiên sinh." Thiên Tiên Nương Nương lạnh lùng nói. Phục Bảo Sơ và Phong Vô Kỵ cũng ngẩng đầu nhìn lên, Trung Nhạc trên cành cây kia bình thản tự đại, mỉm cười nhìn bọn họ. Trong lòng Phong Vô Kỵ trầm xuống, Phục Bảo Sơ phun ra ngụm máu bầm đã xông lên cổ họng, rồi mỉm cười nói: "Kẻ này chính là Dịch tiên sinh sao? Có thể trong lúc bất chi bất giác dẫn dụ lão phu vào trong trận nguy cục này, quả nhiên là bất phàm. Tiểu nha đầu nhân tộc, người so với hắn còn thua kém rất nhiều." Thiên Tiên Nương Nương hừ lạnh một tiếng. Phục Bảo Sơ mặc dù thân bị trọng thương nhưng vẫn như cũ vô cùng bình thản, thản nhiên nói: "Người rất không tệ, tuổi còn nhỏ đã dám ám toán một tôn đế quân, thậm chí còn bức ta giết chết tiểu tử khoa phụ thần hoàng kia, rất cao, quả thật rất cao." Trong lòng Phong Vô Kỵ nghiêm nghị, nghĩ tới cái chết của khoa phụ mâu. Cái chết của khoa phụ mâu nhìn như ngẫu nhiên, nhưng thật ra lại là tất nhiên, chính là hậu quả do Trung Nhạc đã quấy chọc nhân quả tạo thành. Trung Nhạc để cho Thiên Tiên Nương Nương tính ra phương vị của hắn, dẫn dụ bọn họ tiến vào địa bàn của tranh tộc phụ cận thánh địa Hạo Anh Thị, mà con trai của lão tổ tông tranh tộc đang săn bắn gần đấy. Trung Nhạc biến thành một con bạch hạc dụ dỗ, để cho con trai của lão tổ tông tranh tộc dùng tên bắn bạch hạc. Vừa vặn đám người Thiên Tiên Nương Nương mới tiến vào nơi đấy, con bạch hạc bay ngang qua bên cạnh đám người Thiên Tiên Nương Nương. Khoa phụ mâu lầm tưởng hắn bắn về phía chính mình, đã bắn chết con trai của lão tổ tông thanh tranh tộc. Lão tổ tông tranh tộc dưới nỗi đau mất con nhất thời kích động, dẫn người giết tới. Phục Bảo Sơ lòng dạ độc ác, trực tiếp giết chết khoa phụ mâu, cho rằng như vậy sẽ có thể hóa giải chàng ân oán này. Nhưng hắn không biết rõ tính tình của lão tổ tông tranh tộc, rút cuộc cũng dẫn phát chàng ác đấu này. Thực lực của Phục Bảo Sơ cường hoành, dù sao cũng là lão quái vật từ thời thượng cổ sống tới hiện tại. Sau khi chém giết lão tổ tông tranh tộc, lập tức dẫn động phản ứng dây chuyền của đế tộc Hạo Anh Thị ở phụ cận. Đế binh của Hạo Anh Thị sống lại, đế uy trực tiếp oanh kích thẳng tới. Phục Bảo Sơ mang theo bọn họ cướp đường bỏ chạy, nhìn như chạy loạn không có mục đích, chạy lạc vào đế lăng Hạo Anh Thị chỉ là một khả năng ở trong đấy. Nhưng trên thực tế, hẳn là cường giả của Hạo Anh Thị đã vận dụng uy năng của đế binh bức cho bọn họ chạy tới đây. Mà Trung Nhạc hẳn cũng đã tính toán khả năng trong đấy, cho nên đã sớm đợi sẵn ở đây xem kết cục của bọn họ. Nếu đạo nhân quả của hắn thật sự lợi hại như vậy, cường giả Hạo Anh Thị hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới đây. Trên trán Phong Phục Kỵ tuôn chảy mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Phục Bảo Sơ mỉm cười nói: "Người rất không tệ, dám can đảm dùng cảnh giới thần minh ám toán đế quân, ta rất thưởng thức ngươi. Bên cạnh ta còn thiếu một gã đồng tử, nếu ngươi chủ động quy thuận, ta có thể thu nhận ngươi." Ánh mắt Trung Nhạc rơi xuống trên người hắn, đột nhiên nói: "Phục khí trong thế ngoại chi địa chia ra làm ba phe phái, một phái những kẻ phản bội, một phái những đại năng chuyển thế, một phái là những phục khí còn sống sót. Ngươi là kẻ phản bội hay là đại năng thượng cổ chuyển thế tới phục khí thị đây?" Trong mắt Phục Bảo Sơ lóe lên hàn quang, cười lạnh nói: "Tiểu bối, ngươi dám can đảm nói chuyện như vậy trước mặt ta sao? Ngươi có biết hậu quả không?"
Người nói chuyện với ta chính là mượn cơ hội chữa thương thôi chứ gì. Trung Nhạc bình tĩnh vạn phần, nhàn nhạt đáp trả lại: thương thế của ngươi rất nặng, ngươi là đại năng thượng cổ, có thể trúng 3 lượt oanh kích của đế binh mà không chết đi, đó là cực kỳ đáng quý rồi. Bất quá đại đạo trong cơ thể ngươi đã bị đánh cho thất tao bắt loạn, vỡ nát đến không chịu nổi, nghĩ muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng là không có khả năng. Phục Bảo Sơ cười hăng hắc nói: hiện tại lão phu giết ngươi chính là dễ như trở bàn tay. Phong Vô Kỵ thấp giọng nói: tiền bối, hắn đang chỉ hoãn thời gian, đợi cường giả Hạo Anh Thị chạy tới đây. Trong lòng Phục Bảo Sơ cũng không khỏi nghiêm nghị, nào ngờ Trung Nhạc đã lắc đầu nói: Vô Kỵ, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta cũng không phải là muốn kéo dài thời gian. Phong Vô Kỵ mỉm cười nói: ngươi không gọi ta là tiên sinh nữa sao? Nhớ năm xưa, ngươi đối với ta chính là nhất bậc cung kính, nói cả đời sẽ gọi tiên sinh mà. Hắn nói chính là thân ngoại hóa thân bổ lão tiên sinh của hắn. Năm đấy, thời điểm Trung Nhạc còn ở trong kiếm môn nhân tộc, đối với bổ lão tiên sinh chính là nhất mực cung kính, vẫn luôn gọi là tiên sinh. Tiên sinh sao? Trung Nhạc khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói: danh xưng này không phải ai cũng có thể đảm đương được đâu. Ta hiện tại được 24 đế tộc xưng là tiên sinh, được tiên thiên cung xưng là tiên sinh, là vì ta có thể đảm đương được. Trở thành tiên sinh, tung hoành thiên hạ, rong ruổi vũ trụ, úp tay làm mây, lật tay làm mưa. Nếu ta giết không được một hai vị đại năng thượng cổ, còn đáng được tiên thiên đế quân xem trọng như vậy hay sao? Ta có thể không cần động thủ, cứ việc để cho cường giả Hạo Anh Thị giết chết các ngươi, cũng có thể đích thân động thủ tiêu diệt các ngươi bên trong đế lăng. Phục Bảo Sơ cười nhạo nói: tiểu tử miệng còn hôi sữa, chỉ biết nói mạnh miệng, cảnh giới thần minh hèn mọn cũng dám nói giết chết đại năng sao? Thân thể của hắn khẽ động, nhất thời phong cấm trong đế lăng bạo phát, uy năng khủng bố đại phóng. Phục Bảo Sơ vội vàng dừng bước lại, khẽ nhíu mày, đảo mắt quan sát bốn phía. Các người đã không tin, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đích thân ra tay rồi. Trong cơ thể Trung Nhạc đột nhiên lao ra từng cỗ phân thân. Sắc mặt đám phân thân Trung Nhạc này đều là bất đắc dĩ, nhao nhao phóng vọt về phía trong đế lăng, không ngừng than thở: trở thành phân thân, đãi ngộ chính là kém như thế, hiện tại chỉ có thể đi chết thôi. Nhớ kỹ, ngươi phải phục sinh lại cho ta. Một cỗ phân thân Trung Nhạc quay đầu lại hét lớn. Từng cỗ phân thân Trung Nhạc xông vào đế lăng, nhất thời toàn diện dẫn động phong ấn phong cấm của tòa đế lăng này. Màn trang diện này vô cùng khủng bố. Trong đế lăng bùng phát đế uy ngập trời, các loại sát trận phong cấm do tồn tại đế cấp bày bố trước khi chết hết thảy đều khởi động. Thậm chí trong này còn chôn giấu không biết bao nhiêu kiện thần binh, xem như là trận nhãn. Lúc này uy năng ngàn vạn kiện thần binh nhất tề bạo phát. Thấp nhất cũng là thần binh cấp thần hoàng, cao nhất chính là thần binh cấp đế quân. Những thần binh này liên tiếp với chỗ sâu nhất của đế lăng, hẳn là tương liên với đế quan. Nghĩ muốn hoàn toàn phá trận phá phong, biện pháp đơn giản nhất chính là thâm nhập vào đế lăng, tìm được đế quan, từ nơi đó hóa giải những cấm chế và sắp trận của đế lăng. Mà biện pháp này lại càng hung hiểm hơn rất nhiều. Trong cơ thể Trung Nhạc cuồn cuộn không ngừng lao ra từng cỗ phân thân, nhao nhao xông vào đế lăng. Bất luận một cái phong cấm hay sắp trận nào vừa mới bình ổn lại, lập tức bị hắn một lần nữa xúc động, khiến cho đế lăng biến thành một tràng sát kiếp thật lớn. Màn trang diện này khủng bố vạn phần, giống như thế giới đang bị hủy diệt vậy. Vô số thần quang không ngừng sao động, thiên địa vỡ nát, biến thành ba động địa thủy phong hỏa. Năng lượng đáng sợ trong sắp trận thổi quét hết thảy mọi thứ. Trong cỗ sao động khủng bố này, đám người Phục Bảo Sơ đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh, chỉ nghe được thanh âm gào thét của Phục Bảo Sơ xen lẫn vào trong vô số đạo thanh âm chấn động. Trung Nhạc ngồi ở trên cành cây, mặt không biểu tình. Sau một lúc lâu, thanh âm gào thét đột nhiên dừng lại. Trong đế lăng thật lớn xuất hiện một mảnh địa phương bình lặng. Thiên Ti Nương Nương há miệng thở hổn hển, tay cầm một cây đại kỳ nhổ tận gốc cây đại kỳ này. Mà Phục Bảo Sơ và Phong Ngô Kỵ cũng đang đứng cách nàng một quãng không xa, mỗi người mình đầy thương tích. Tu vi của Phục Bảo Sơ là mạnh nhất, gặp phải công kích cũng là hung mạnh nhất. Trong miệng hắn không ngừng thổ huyết, nhục thân cũng bị đánh tới mức rách nát tả tơi. Thiên Ti Nương Nương quả nhiên lợi hại, không ngờ lại có thể tìm được trận nhãn của một tòa sắp trận ở trong đấy.
Trung Nhạc lộ ra thần sắc kinh ngạc, thản nhiên nói: "Không tệ, không tệ. Phong Vô Kỵ, trong đám các ngươi đã xuất hiện một tên nội gián, sợ rằng bản thân ngươi còn chưa biết đâu." "Sao? Nội gián sao?"